Hôm nay mình cũng đang đến nhà khách xem một cái tủ LG Inverter. Tủ này thì cũng như là cũng tầm 390 mấy, gần 400 lít cho mọi người. Tủ này là khách báo là không đông đá. Thì trong tủ này thì nói chung tủ này thì cũng xài tầm 10 năm rồi. Thì trong này thì mình cảm thấy là không có hơi lạnh ra cho mọi người. Đồ cũng mới lấy rồi. Tủ này bắt đầu là đến thời điểm là cái cánh cửa mọi người nhìn thấy là nó chuẩn bị nó bung ra nha mọi người. Đối với dòng tủ này là cái dàn nóng nó bằng sắt nha, chứ không phải bằng đồng. Nếu đúng thời điểm nó sẽ bị mục xì nha. Nhưng mà để kết luận rằng cái tủ này bị hư cái gì, kiểm tra là bị xì hay là bị hư xả thì mình cách kiểm tra. Mình trước tiên là mình tháo cái này đây mọi người, mở dàn lạnh kiểm tra trước rồi mình tính biết được như thế nào. Rồi đầu mình tháo đi nha mọi người. Thì trên kênh của mình cũng chia sẻ rất nhiều cái dòng tủ nha, tủ từ mono cho đến inverter, thì gặp cái tủ nào thì mình quay cho mọi người các bạn xem anh em biết để mình tìm hiểu thêm. Còn lại anh em nào gặp những trường hợp tủ như thế này thì cứ vào thẳng ở trên kênh danh phát của mình tìm hiểu, mình sửa rất nhiều dòng tủ nha mọi người. Thì mình đang gỡ thế này nha. Rồi tiếp tục gỡ thằng nắp quạt luôn. Thì mình đã gỡ cái nắp này ra nha mọi người. Thì anh em là nhìn vào dàn lạnh nè. Nếu giả sử như một cái tủ mà nó bị mà xả đáy không được thì nó sẽ bám đầy cái dàn tuyết nha mọi người. Bám đầy cái dàn lạnh này, tuyết dày, nó không làm thông thoáng cho cái nhân đông được. Còn đối với cái tủ này thì mình tháo ra thì anh em nhìn thấy nè. Cái dàn nó trống trơn luôn. Thì trong hai trường hợp, một là xì dàn nóng nha mọi người. Thứ hai nữa là cái block máy không chạy. Thì bây giờ mình phải cắm điện lại để mình kiểm tra cái block chạy dòng có dòng hay không. Và thứ hai nữa là coi kiểm tra cái đường nguồn xuống block. Block máy có hay không. Để mình xác định được là cái máy này như thế này mọi người. Nếu mà block chạy thì mình phải kiểm tra được cái dàn nóng có bị không nha mọi người. Tại vì đối với cái dòng tủ LG này thì cái dàn nóng nó bằng sắt thì đến thời điểm nó phải xì thôi. Thì anh em một cái tủ không lạnh thì anh em cứ tháo y như mình thôi, nhìn cái cách nhìn vô cái dàn lạnh của nó thì không thấy một cái bám một cái tuyết này, chứng tỏ là cái tủ này là xì ga hoặc là block máy không chạy mọi người. Rồi tiếp tục bây giờ mình ra kiểm tra cho sau kiểm tra mọi người. Bây giờ mình sẽ cặp dòng vào nha mọi người, cặp dòng vào cái dây nguồn của cái máy nè. Mình tháo bo như thế này, gọt đầu cam điện vào coi block máy chạy không. Rồi cắm điện nha mọi người. Thì nghe rò le đang đóng á, đóng bắt đầu lóc là đang nhảy là sụp lại rồi. Để từ từ mình coi kiểm tra coi một hồi nữa block máy chạy không nha. Nếu block máy chạy mà tủ mà không lạnh thì chứng tỏ là cái tủ này bị xì ga nha mọi người. Thì hiện tại giờ block máy chạy nè, dòng 1.1 cho mọi người, 1.1 hạ xuống là 1.1 này nè. Thì mình kết luận là cái tủ này là block máy chạy nha mọi người. Nhưng mà không đong đá được là nguyên do tủ này là bị xì dàn nóng, có thể bị xì dàn nóng rồi. Rồi để mình xuống dưới mình kiểm tra luôn. Rồi bắt đầu mình tháo cái nắp sâu nha mọi người. Rồi mình đã tháo cái nắp sâu ra nha mọi người. Thì anh em nhìn thấy là bộ lốc máy vẫn chạy. Thì cái trường hợp này là khả năng là bị xì nóng rồi. Thì anh em nhìn thấy ở dưới này nè, ở dưới cái dàn nóng có dàn giấy nóng giấy nhiệt nè, thì có thể nó bị một cái dàn nóng dưới rồi. Để mình lấy cái tục vít mình cào cào thử xem nha. Thì anh em nhìn xem cái dàn nóng nè, nó nằm ở trên này mà nó vẫn ấy ử nha mọi người. Xét cái này nè, còn tuốt cái này là có thể xì dàn dưới này nữa.
chưa biết cái điểm nào. Nếu giả sử như rằng trường hợp này nó còn ghe thì nó sẽ xì mạnh, anh em thấy nó sủi bọt, còn nếu mà nó hết ghe thì không nhìn thấy được. Nhưng mà chỉ ngồi trừ cắt cái đường ống về của nó là ống hút của nó thì mình đã biết được ngõ nha. Còn đối với trường hợp Eury thì hay sẽ bị xì những cái dàn nóng này, cũng có đôi lúc có những cái nó xì cái dàn nóng nóng hai bên. Anh em nghe tiếng xì nè, chưa thấy xì đâu nhưng mình nghe tiếng xì nha mọi người. Để mình quay cận cảnh cho anh em thấy đang kiểm tra xì ở đâu nè. Đang nghe tiếng xì nha mọi người nhưng mà chưa biết xì chỗ nào nha. Tiếng nước nó reo. Tiếng nước reo. Chắc dưới là xì nằm đấy. Để coi giờ rút cái nước này ra. Để từ từ coi thấy nó xì lỗi bột nè. Cái này hiện tại đang xì ở dưới đáy nha mọi người. Anh em nhìn thấy mình quay nằm dưới đang dưới đáy ống nè. Nó nằm ở dưới cái đáy ống luôn. Dưới đây nè. Nghe tiếng xào luôn rồi. Tủ này thì mình kết luận là xì dần nóng luôn nha. Đây nằm quay cận cảnh vô nè. Không thấy nằm xào qua không thấy rồi. Thì trong cái trường hợp này thì nếu mà trường hợp này cái dàn nóng trôi bên mục luôn á thì anh em thay, còn nằm ở dưới thì anh em là cắt thay nha. Đây này nó xì điểm này nè, anh em phải nhìn thấy nước luôn không? Đây này rung nè, rung nha mọi người, rung nè đó. Đó anh em nhìn thấy xì không? Đây xì nè, đúng xì, đúng xì nè, đây nè, đúng xì nè mọi người. Đó anh em nhìn thấy cái nước nó động không? Nước động ra là xì vàng nóng rồi nha mọi người. Thì đối với những trường hợp mà cái tủ không lạnh thì mình phương pháp mình kiểm tra rất nhanh, tháo vàng lạnh ra là thấy trong đó không có tiết thì mình kiểm tra vàng nóng sau người. Rồi là kết luận là tủ này vàng nóng, bắt đầu mình chỉ làm lại khắc phục thay luôn rồi. Rồi mình tháo vàng nóng này nha mọi người. Thì hiện tại là trước mắt là nhìn vàng nóng như này, một cái trội nè, một nè, khúc dưới một, khúc đây cũng một luôn. Rồi mình làm vệ sinh kiểm tra lại chỗ nào một, bắt đầu mình thay nhân chỗ đó nha mọi người. Đó anh em nhìn cách tháo như mình là cái dàn nóng của tủ Eury đến thời gian thời điểm là 95 nó phải một thôi. Chỗ này là nó mục nè mọi người. Mục cái đoạn này luôn. Mình sẽ cắt nối ống từ chỗ này, bỏ cái dàn bên này, cua qua bỏ cái cây luôn. Bỏ cái này luôn nha. Cắt từ phần này, bỏ cái dàn bên ngoài. Đưa ra. Rồi sau khi mình đã hàn cắt khu ống bỏ nha mọi người, bỏ hàn ống thế này, thay vào. Khi anh em mà làm một tủ mà inverter hay bất cứ một tủ gì, anh em nhớ là kiểm tra thay pin lọc nha mọi người. Đừng bao giờ để pin lọc nha. Nhưng mình đây coi như là mình làm bắt đầu là thay pin lọc hết, pin lọc mới. Không có để đó, phim lọc mình mua sẵn nè, thay luôn chứ đừng có giờ tiếp gì phim lọc. Rồi đầu bây giờ mình kết nối hàng xong đầu mình thử xì sạc ke thôi. Vì những clip trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em cách sạc ke rồi, cách hàng thử như thế nào rồi. Bây giờ mình chỉ hàng vào kết nối sạc ke nha mọi người. Sau khi mình đã kết nối dàn nóng xong rồi, rồi đầu anh em là thông cái dàn nóng trước nè, thông sơ dàn nóng nha. Phương pháp làm ban đầu làm từ từ thôi nhưng mà nó thông từng đan ghép nó chất lượng luôn, nó sạch sẽ. Chứ còn mình làm kỳ kỹ thì nói chung là nó rất là tốt. Còn đối với cái này thì anh em nhìn là nó xài cái R134 nha. Còn mấy cái trước thì mình có chia sẻ là anh em sạch ra A100 nhưng mà lần đối dòng mình xài ra R134. Rồi mình xong, bắt đầu tiếp tục ráp phim lọc rồi ghe qua Sony. Khi mình đã kết nối phim lọc xong thì qua giai đoạn này là giai đoạn thông sơ dần lạnh nha mọi người. Thông dần lạnh cho nó
sơ sơ xíu sạch sạch xíu, bắt đầu mình mới bơm hàng vào bơm thứ xì xong hút chân không sạch ghê. Thì anh em cứ làm từng giai đoạn gì á thì cái tủ nó ít cái bị nghẹt nha. Mình sẽ bắt cái đồng hồ áp lực bơm tầm khoảng 250 đến 270 là vừa nha mọi người. Đừng bơm năng quá nổ dàn lạnh á, bung dàn lạnh á. Bơm thử xì mấy cái mối hàng rồi chắc ăn. Rồi sau khi mình đã bơm 250 nha mọi người, thử xì xong, giờ bắt qua giai đoạn hút gió, hút còn khoảng 15 đến 20 phút cho mọi người. Bắt qua cái đồng hồ áp thấp nè, màu xanh này. Rồi mình bắt qua cái đồng hồ áp thấp, hút tầm khoảng 15 đến 20 phút. Khi mà cái tiếng mà gió nó không đưa của cái đầu bơm ra không còn nữa là mình khó quan sạc ghe. Đối với dòng ghe R4 này thì anh em chạy áp với từ khi dừng vào khoảng 10 số 10 trên chỗ 10 là đúng cho mùi, anh em để cho chạy luôn. Áp ghe A600 nó khác, áp ghe R4 nó khác nha. Mình đã hút gió rồi, bắt đầu bắt được sạc ghe mọi người. Thì anh em bắt đầu lóc chạy nè, anh em cứ vô ghe làm sao cho nó vô tiếp nha, cho nó nằm trên 10 nha mọi người. Rồi anh này khi nó chạy nó đứng yên vị trí đó, anh em để đừng có vô nhiều quá mà cũng thiếu quá không được nha, tại vì đây là ghe của áp 134 nhích vậy. Khó lại con này không chọn nhiều 10 chục xuống nữa rồi vô tiếp nữa. Khó lại 10 giờ. Rồi 10 nếu vị trí đứng yên là anh em để luôn nha. Rồi cho chạy tiếp, chạy mà khoảng thời gian mà sau này nè, mình nhồi ghe khoảng 2-3 lần. Thấy dàn lạnh là đông bình thường và áp về dưới 10 tí xíu là ok. Rồi chưa đúng, vô tiếp. Rồi tới 10 nha mọi người. Đã chạy được khoảng mấy tiếng đồng hồ rồi mọi người, 3-4 tiếng rồi, rút điện cũng khoảng 3-4 lần. Thì hiện tại giờ mình đã về rồi, cái ống về đã mát rồi mọi người. Thì nếu mà đủ ghe là cái ống về này nó sẽ mát nha. Áp ghe là về khoảng tầm số 10, do cái đồng hồ bị lệch xíu, còn áp ghe là về 10 nha mọi người, là đúng của đó, hoặc là dưới 10 cũng được. Nhưng mà quan trọng mình kiểm tra, kinh nghiệm là kiểm tra là cái ống này nó phải mát, ống về của nó nè. Là đúng. Phi lọc nóng. Rồi bây giờ mình ra ngăn đông mình kiểm tra luôn rồi. Thì anh em nhìn thấy hơi cũng có ra ngay ngục ngục nha. Hơi lạnh cũng ra ngục ngục nè. Đó thì trong những clip trước thì mình cũng chia sẻ rất nhiều. Còn anh em muốn biết đủ ghe không, anh em chịu khó tháo cái nắp ra, nhìn trong vàng lỏng lạnh trong con bám tiết điều chưa, là chính xác nha mọi người. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm trên một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.